Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Tin tiếp theo cho biết cô gái 24 tuổi bị biến dạng suốt đời sau khi bị hôn phu tạt axit vì ghen tuông. Theo tin từ Daily Mail, một người lính cứu hỏa Việt Nam bị buộc về tội tạt axit vào mặt của vị hôn thê anh vào ngày đầu năm mới 2019 do cơn ghen tuông. Anh Nguyễn Trương Nam Hải, 24 tuổi, hiện là thiếu úy thuộc Sở Cứu Hỏa Đà Nẵng, bị buộc tội tạt axit vào mặt của vợ sắp cưới là Lê Lan Vi, cũng 24 tuổi. Trong một tin nhắn trên mạng xã hội Facebook, Vi buộc tội anh Hải tấn công cô vì cô đang cố gắng tìm cách hủy đám cưới sau khi bị Hải ngược đãi. Cô cho biết ban đầu anh Hải rất chu đáo và yêu thương cô, nên cô đồng ý kết hôn với anh vào tháng 12, 2018 và cặp đôi dự định sẽ làm lễ cưới. Tuy nhiên, khi ngày cưới đến gần, cô Vi cho biết anh Hải càng ngày càng ngược đãi và còn đánh cô trong lúc ghen tuông. Do đó, cô cố gắng thoát khỏi mối quan hệ. Nhưng anh Hải một mực khăng khăng nói rằng hai gia đình nên ngồi xuống nói chuyện để giải quyết vấn đề. Do đó, gia đình hai bên quyết định gặp nhau vào ngày 1 tháng Giêng 2019. Khi đến nhà Vi, Hải đi xuống bếp và tạt axit vào mặt của Vi. Theo giới truyền thông địa phương, Vi đã bị nhiều vết phỏng trên mặt, tay và chân. Cha mẹ của Vi cũng bị một vài vết thương nhỏ. Trong vòng 5 tháng qua, Vi phải trải qua gần 10 ca phẫu thuật nhưng vẫn bị biến dạng nặng nề. Anh Hải bị sa thải khỏi Sở Cứu Hỏa và tước quân tịch. Hiện chưa có thông tin chi tiết về thời điểm phiên tòa xét xử anh Hải được diễn ra. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.